Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Mai Vàng Miền Bắc 123 nhé. Hôm nay là 23 tháng 8 âm lịch quý vị. 23 tháng 8 âm lịch. Đấy, đây là những cây mai miền Bắc các bác. Đấy, mai miền Bắc. Đấy, sắp hết tháng 8 rồi các bác. Bác nào mà giờ này nụ còn vẫn còn bé hoặc là chưa có nụ kim. Nụ bé thì chắc là vẫn kích lên được các bác. Thế còn nếu mà trường hợp mà bây giờ vẫn chưa có nụ kim thì khả năng là Tết sẽ hoa nó hơi kém các bác nha. Đấy, các bác kích thì vẫn có. Tại vì một số bác hỏi em là bây giờ mình vẫn chưa có nụ kim thì bón phân vào liệu có ổn không? Thì theo như em thì bất kỳ cây nào cũng thế, kể cả bác bón phân hay không bón phân, ít nhiều nó vẫn có hoa có nụ, chẳng qua là các bác chắc các bác chưa soi kỹ thôi. Các bác tìm kỹ là vẫn thấy nó có nụ ấy, nhưng mà chẳng qua nó ít thôi. Những trường hợp mà bác thấy ít như vậy thì Tết vẫn có nụ các bác nhé. Nhưng mà chẳng cái số lượng của nó ấy, số lượng nó sẽ không được nhiều. Đó. Thế cho nên là các bác vẫn cứ chăm thúc bình thường. Tầm này là cuối tháng 8 rồi. Đấy. Các bác cứ chăm thúc bình thường nhé. Chăm thúc bình thường. Đấy. Bác nào mà nụ bé hoặc là chưa nhìn thấy nụ kim nhiều thì các bác cứ bón cái phân có hàm lượng lân cao và kali cao, cứ lân cao và kali cao là được. Đấy, bất kỳ phân nào cũng được. Nhiều bác hỏi phân bón lúa có được không thì lân đơn và kali đơn ấy, thì nếu các bác không có thì các bác bón tạm cái đó cũng được, nhưng mà theo quan điểm của em thì các bác nên dùng các cái loại phân có thành phần cộng TE, tức là phân trung vi lượng. Đấy, trung vi lượng sẽ tốt cho cây các bác nhé, chứ các bác dùng cái phân bón lúa thì nó không được bền và nó sau này nó nhanh làm cho đất nó nhanh bạc màu ấy. Nó gọi là đất bạc màu, đất bị chai màu, bạc màu kiểu như vậy. Đó. Cây này nhà em này nó một số nụ bị bung rồi các bác này. Thông thường thì năm nào cũng thế, cứ vào tầm tháng 8 âm. Từ rằm tháng 8 âm đến rằm tháng 9 âm. Đấy, trong khoảng 1 tháng đó thì cũng sẽ có một số cây là bị bung nụ các bác nhá, bị bung nụ như này. Thì đây được gọi là hiện tượng bung gió thì không có sao đâu các bác, kệ nó. Kệ nó. Và một số bác hỏi là có vặt đi không thì cứ kệ nó các bác, đừng vặt nhé. Bởi vì chúng ta vặt đi thì cái nụ khác nó lại sẽ bị nở, bởi vì cái cành này nó đang sung ấy. Cành này nó rất là đang sung, nhựa rất là sung. Đấy, nếu chúng ta vặt đi thì nó sẽ nở bông khác mất. Chính vì vậy chúng ta cứ để nó nở như này để cho các cái bông khi nở xong ấy là cây nó sẽ yếu đi, cành sẽ yếu đi, lực yếu đi, nó sẽ không nở bông khác. Đấy, cứ từ tầm rằm tháng 8 lịch, rằm tháng 9 này kiểu gì cũng sẽ bị một, nếu mà các bác dùng nhiều thì kiểu gì cũng sẽ có một hai cây bị nở bung như này nhé. Đấy, không ảnh hưởng gì đâu các bác. Tầm chục bông, hai chục bông thì không thấm gì so với cả một cái cây nó bằng nghìn cái nụ như này, không thấm gì. Đó. Đây, nếu bác nào mới chơi mà chưa biết thì em chia sẻ thêm các bác nhá. Đây, loại 10-60 này, 10-60 cộng TE. À, đây là phân cộng TE các bác. Các bác nên dùng cái phân mà có thành phần cộng TE đằng sau này. Đấy, nó là thành phần phân trung vi lượng, dạng phân siêu vi lượng hòa tan. Nó không có hại cho đất nhiều các bác nhé. Vẫn có hại nhưng không có hại nhiều. Các bác dùng cái phân bón lúa lân đơn và kali đơn ấy, sau đất nó bạc màu nhanh lắm, mất chất và bạc màu, giảm giá trị dinh dưỡng trong đất rất là nhiều. Đấy, cái này thì các bác tưới hoặc phun. Nếu mà tầm này các bác mà vẫn chưa có nụ hoặc nụ bé thì các bác phun sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều nhé. Dùng 1 gram trên 1 lít và cứ tầm 12 ngày chúng ta phun một lần. Đó. Lân, đây thành phần lân cao các bác. Các bác dùng 10-60, 10 hoặc các cái phân khác cũng được, miễn là thành phần lân cao các bác nha. Thế còn ở dưới gốc thì các bác tưới cái 0-40 này. Đấy, không có đạm, đúng không? Cắt luôn đạm đi để cho cây nó nhanh vàng lá. 40 lân là giúp nụ nhanh lớn và 40 kali giúp lá nó mau vàng già. Khi lá nó vàng già ấy thì là cây nó sẽ không nuôi cái dàn lá nữa mà cây nó sẽ nuôi tập trung nuôi nụ các bác. Đó, 0-40 tưới gốc các bác. Thì cách đó, khi chúng ta phun lá này sau 3 ngày thì chúng ta có thể tưới được gốc. Đó. Thì gốc thì các bác dùng 1,5 gram, loại này dùng 1,5 gram các bác nhá. 1,5 gram trên 1 lít. Đấy, các bác cứ dùng cái phân có lân cao và kali cao, bất kỳ phân nào cũng được chứ không cái riêng cái 0-40 này. Nhưng cái 0-40 này thì vườn em là hay dùng, rất là hay các bác nhá. Bởi vì nó không có đạm và lân và kali là nó rất là cao. Đấy, bên em thì thường tưới cùng cái phân hữu cơ.
Đấy, khi em tưới hóa học thì bao giờ cũng tưới cùng phân hữu cơ để cho giúp cái chất trồng nó luôn được tơi xốp và nó có hệ vi sinh vật nó cày xới đất để cái rễ cây nó được xốp các bác. Đất nó xốp, rễ cây nó nhanh phát triển. Đây, quay cái này. Nụ cúc các bác xem. Đây, nụ. Đấy, nụ tầm này. Đấy, nụ tầm này là đó là nụ khá các bác. Nụ khá to. Đấy. Bên này. Đấy. Đấy, nụ này. Thì các bác cứ phun sẽ hiệu quả hơn tưới nha. Chúng ta phun trực tiếp lên tay cành các bác này. Phun trực tiếp lên tay cành và lá này. Nó sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta kết hợp cả tưới cả phun. Nếu mà tưới thì cũng phải cách nhau 10 ngày đến 12 ngày các bác nha. Phun cũng vậy. Thế còn chúng ta phun trên lá với lại tưới gốc thì phun lá xong thì có thể 3 ngày sau, 4 ngày sau chúng ta có thể tưới được gốc. Đó. Chống cúc. Hôm nay là miền Bắc có mưa các bác này. Sáng nay có mưa rất là to. Mưa là nó kéo theo thời tiết hơi se lạnh. Thời tiết hơi se lạnh như thế này là nụ nó sẽ phát triển rất là chậm. Cho nên là các bác tranh thủ trong những ngày của tháng 8 này và những ngày đầu tháng 9, tức là giữa tháng 9 đó. Hôm nay là 23 tháng 8 rồi. Như vậy chúng ta còn tầm 7 ngày trong tháng 8 và tầm 15 ngày trong tháng 9 là để chúng ta kích hoạt giúp cái nụ mai nó nhanh lớn và nhanh phát triển thôi. Thế còn từ giữa tháng 9 trở đi, tầm cuối tháng 9 sang tháng 10, tháng 11, tháng 12 là thời tiết miền Bắc nó vào rét, là cây mai, nụ mai cực kỳ phát triển chậm các bác nha. Mà miền Bắc lại phải tút lá sớm cho nên là cực kỳ phát triển chậm. À, thời điểm này các bác tưới ít nước cho em nhé. Những cây nào mà nụ bé hoặc chưa nụ thì các bác căn nước cho em, tưới ít thì sẽ hiệu quả các bác nhé. Đó, như các bác nhìn này, đây cây này nha em này, lá xanh mướt này, nụ nó vẫn bé teo luôn các bác, nụ bé tí này, đó, đúng không? Nụ rất bé, đây. Nụ rất bé, thậm chí nó vẫn đi đọt này. Đấy, thì những cái cây mà xanh lá vẫn xanh mướt như này thì chúng ta căn nước. Các bác tưới ít nước thôi. Đấy, làm sao đảm bảo để cây nó không bị khô héo mà làm sao căn nó ít nước nhất. Đây, cây nó cứ phải lá phải vàng già như này các bác. Lá nó vàng già như này thì quá trình thúc nụ lớn nụ sẽ rất là nhanh. Đó. Còn như cây này thì vẫn còn lá vẫn rất là xanh. Đó thì em cũng đang ép nước cây này. Đang ép nước các bác nhá. Căn nước tức là cho nước là nó đủ, vừa đủ tầm để mà nó duy trì thôi thì nó sẽ thúc nụ nhanh và nó không đi đọt. Mục đích ép nước như vậy để mà những cái đọt này này nó khô cằn các bác. Khô cằn là nó không có đi dài được thì cây nó sẽ không tốn nhựa, tốn dinh dưỡng để mà nuôi những cái đọt này. Mà lúc đó nhựa dinh dưỡng nó dồn lên nó sẽ thúc vào nụ. Nụ sẽ nhanh lớn. Đó. Và khi mà chúng ta căn nước ép nước như vậy thì cái lá này, những cái lá bánh tẻ và lá già này nó rất nhanh vàng già. Còn khi nó vàng già thì cây nó sẽ không phải dồn nhựa lên để mà nuôi cái lá này. Mà cây nó sẽ dồn nhựa lên, nó đẩy lên nuôi nụ rất là nhanh các bác nhé. Rồi qua video này thì em chia sẻ một chút kinh nghiệm chăm sóc mai của vườn em như vậy để các bác tham khảo. Nếu các bác thấy hay thì có thể nghiên cứu để mà trước khi áp dụng cho cây mai nhà mình nhé. Thì em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp sau.